Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta tạo một cái khung cảnh vào ban ngày thành một khung cảnh vào ban đêm thế này. Với những cái bước thao tác rất là đơn giản, chúng ta sẽ có được một cái hiệu ứng ban ngày thành ban đêm. Bây giờ chúng ta sẽ mở hình gốc lên. Tôi sẽ mở hình ảnh vào ban ngày thế này. Chúng ta sẽ nhân ra một layer. Và chúng ta sẽ chuyển layer này thành cái mask object. Chúng ta vào trong layer, chúng ta chọn là mask object, chúng ta chuyển qua cái layer mask object. Tiếp theo chúng ta vào trong filter, chúng ta mở cái camera raw filter lên. Tại đây chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ sáng tối màu sắc. Thì chúng ta sẽ làm cho cái layer này nó là một cái layer vào ban đêm, thì chúng ta sẽ giảm ánh sáng là chúng ta cho nó về màu xanh thế này. Exposure chúng ta sẽ giảm lại, chúng ta sẽ cho nó giống như là một ban đêm, chúng ta sẽ giảm ánh sáng lại. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái layer nó vào ban đêm thế này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhân đôi cái layer này lên nữa, Ctrl Z, và chúng ta đưa cái layer lên phía trên. Chúng ta sẽ cho cái layer này nó sáng thật là sáng lên và có một cái ánh sáng vàng. Thì các bạn cũng đưa nó thành một cái layer thông minh, một cái layer mask object, thì các bạn cũng vào trong layer và chúng ta chọn là mask object và convert to mask object. Ok, tiếp theo chúng ta cũng vào filter và chúng ta vào camera raw. Lần này chúng ta sẽ cho bức ảnh này nó sáng và có cái sắc độ vàng nó mạnh lên. Các bạn có thể qua những cái thẻ bên đây, chúng ta tăng thêm cái ánh sáng màu cam lên, là màu đỏ lên. Nó sẽ tạo cho cái bức ảnh này nó thật là vàng. Ok. Các bạn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ gán cho cái layer này là một cái mask. Thì các bạn kích vào đây, chúng ta gán cho nó một cái mask. Chúng ta sẽ tô cho cái mask này là cái màu đen. Các bạn nhấn Edit Delete. Thì các bạn thấy, chúng ta sẽ thấy layer phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Brush để chúng ta làm lộ cái phần mà chúng ta muốn nó chiếu sáng lên. Thì việc mà chúng ta sử dụng Mask Object, chúng ta có thể thay đổi lại cái màu sắc. Các bạn thấy, khi mà chúng ta sử dụng Mask Object, chúng ta áp những cái bộ lọc filter thì chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh sửa lại. Rất là tiện lợi cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng Brush, các bạn nhấn phím B và chúng ta sẽ lựa chọn một cái Brush mềm. Thì các bạn có thể tăng cái Brush lên theo ý mà chúng ta muốn. Các bạn chọn vào cái layer mask màu đen và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta Brush. Chúng ta giảm cái giá trị opacity xuống để chúng ta Brush nhìn cho ánh sáng nó mềm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ Brush. Các bạn nhớ là ở cái layer mask của chúng ta là màu đen, thì các bạn phải đưa cái màu trắng lên phía trên, nhấn phím X. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta Brush cho nó một cái màu vàng và có bóng đèn thế này, và bóng đèn nó sẽ sáng tỏ xuống cái mặt đường của chúng ta cũng sáng một chút xíu. Ok, như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ làm cho một cái luồng sáng mạnh hơn. Chúng ta tăng cái giá trị opacity lên, tăng lớp cho nó một cái nguồn sáng nó mạnh hơn. Thì các bạn có thể, cái phần mà nó bị len ra phía bên đây, thì các bạn có thể nhấn phím X và đổi lại cái màu đen phía trên, và chúng ta sẽ rê chuột chúng ta bỏ nó. Ok, tiếp tục nữa chúng ta sẽ sử dụng công cụ lựa chọn. Các bạn nhấn phím L, chúng ta sẽ vẽ một cái vùng tròn, ví dụ thì sẽ vẽ ra như thế này. Và chúng ta sẽ cho ánh sáng của nó, ta tô cái rớt ở đây, B, nhấn phím X đổi lại và chúng ta sẽ tô cho nó màu vàng. Ok, Ctrl D bỏ chọn và chúng ta tô cho nó trong khu vực này.
Ok. Không biết em ba sẽ thay đổi lại. Ta sẽ giảm opacity xuống. Ta sẽ tô cho cái đường viền này nó sẽ lên nó nhạt hơn một chút xíu. Ok. Tiếp theo đây chúng ta giảm cái red lại và chúng ta sẽ tô cho nó giống như là cái bóng đổ của cái R. Đấy, ta sẽ tô đậm lên. Ok. Chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng ánh sáng với những thao tác rất là đơn giản. Ta có thể tô lại thêm cho nó sắc vàng và đậm hơn. Như bạn thấy, việc hiệu chỉnh ánh sáng ban ngày và ban đêm rất là đơn giản. Thì các bạn thấy nếu mà cái sắc vàng này muốn đậm hơn nữa, chúng ta có thể điều chỉnh nó trong cái camera raw này. Ví dụ chúng ta tăng cái độ sắc vàng lên. Ok. Chúng ta sẽ rớt nó cho nó cái phần bên đèn này đậm hơn. Đậm hơn nữa. Chúng ta muốn cho cái khung cảnh nó tối hơn thì chúng ta vào trong cái mask object. Chúng ta chỉnh tối hơn nữa. Ví dụ tối hơn như thế này. Và ok. Nó sẽ tối hơn cho chúng ta. Ok. Thì các bạn có thể áp dụng cái nguyên lý như thế này vào những cái bức ảnh khác để chúng ta điều chỉnh sáng và tối. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.